Sáng ngày 14 tháng 4, Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ nhân viên y tế trong đơn vị. Quy trình tiêm chủng được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đối tượng của Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều được tiêm gồm toàn bộ 366 nhân viên Trung tâm Y tế và các trạm y tế xã phường tham gia công tác phòng chống dịch. Trước khi tiêm, người tiêm được tư vấn, hướng dẫn cụ thể, yêu cầu ở lại theo dõi 30 phút sau khi tiêm và được hướng dẫn tiếp tục theo dõi trong 24 giờ đầu tiên, 72 giờ và trong 7 ngày sau tiêm. Vaccine được sử dụng là vaccine AstraZeneca do tập đoàn AstraZeneca sản xuất, gồm 2 mũi. Sau 12 tuần, các đối tượng sẽ tiếp tục được tiêm mũi thứ 2. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các cán bộ nhân viên y tế Trung tâm Y tế thị xã được tiêm đều ổn định, không có các phản ứng bất thường. Hôm nay là buổi đầu tiên Trung tâm Y tế Đông Triều thực hiện đợt tiêm chủng COVID-19 đợt này. Tôi là một trong những người của trong nhóm đầu tiên được tiêm chủng. Sau khi tiêm chủng xong là tôi nghỉ ngơi 30 phút xong tôi thấy cơ thể của tôi hoàn toàn khỏe mạnh và không có triệu chứng gì bất thường xảy ra. Là một điều dưỡng đang công tác tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác tuyến đầu chống dịch thì tôi cảm thấy là đợt tiêm này là rất tốt cho y bác sĩ và điều dưỡng người tham gia công tác phòng chống dịch. Khi bước vào tiêm thì tôi cảm giác thực sự yên tâm. Thế và đặc biệt là sau khi tiêm xong và đến giờ phút này được 30 phút tôi cảm nhận đến người tôi hoàn toàn bình thường. Không có một cái biểu hiện gì khác so với không tiêm. Thế do vậy mà tôi cảm thấy là với cái tiêm phòng vaccine COVID này để phòng chống dịch bệnh là hoàn toàn rất là đúng đắn. Và nhất là với đội ngũ y tế, đội ngũ những người làm tuyến đầu thì càng cần phải tiêm được càng sớm càng tốt. Tiêm vaccine COVID-19 là biện pháp quan trọng để chủ động phòng chống dịch hiệu quả. Đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần này là khởi đầu cho chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 100 triệu mũi tiêm được thực hiện trên toàn quốc với nguồn lực đầu tư rất lớn của chính phủ để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trên cả nước. Để đảm bảo an toàn cho công tác triển khai tiêm vaccine phòng chống COVID-19, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ y tế. Khu vực tiêm được bố trí hợp lý, khoa học theo hướng một chiều, gồm đầy đủ các khu vực, tiếp đón, khám sàng lọc, chờ tiêm, tiêm, theo dõi sau tiêm. Bên cạnh đó, các phương tiện, thuốc, dịch truyền, chống sốc, máy hỗ trợ thở được bố trí sẵn sàng để kịp thời ứng phó với tình huống khẩn cấp. Việc tiêm phòng COVID này, đây là một cái biện pháp tích cực. Đối với Quảng Ninh thì triển khai tiêm cho những cái đối tượng mà có nguy cơ, đặc biệt những cái ngành mà có cái nguy hiểm trong cái việc phòng chống này. Do có công tác chuẩn bị khá là chu đáo, cơ sở vật chất và có cái sự hướng dẫn của CDC, cho nên cái công tác tổ chức khá là đạt cái yêu cầu. Tôi tin rằng là cái việc này sẽ được triển khai rộng rãi để phục vụ người dân cũng như là cái công tác phòng chống dịch nó có hiệu quả cao. Mai. Theo kế hoạch, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều được triển khai từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2021 và chia làm 3 đợt. Đợt 1 tiêm ngày 14, 15 tháng 4. Đợt 2 tiêm ngày 19, 20 tháng 4. Và đợt 3 tiêm vét ngày 23 tháng 4 năm 2021.